Câu hỏi kế tiếp dành cho nhà báo tự thức, đó là chiến tranh Ukraine nhìn từ châu Âu, lập trường rồi biện pháp trừng trị của EU, liệu châu Âu sẽ thay đổi chính sách sau cái cuộc chiến này, như là tăng cường, sẽ có nhiều quốc gia tăng cường gia nhập NATO, hay sẽ thân thiết hơn với Mỹ, hay là sẽ chạy đua vũ trang, vân vân. Dạ, xin mời nhà báo tự thức ạ. Ở bên này đó, người ta dùng cái chữ là cách mạng, người ta nói là cũng cái cuộc cách mạng ở Âu Châu sau nhân cái vụ Ukraine này. Mà cái chữ nó không quá đáng, là vì sao? Là vì thì Putin đó đã giúp cho Âu Châu đó trở thành đoàn kết hơn bao giờ hết, và giúp cho NATO hùng mạnh trở lại hơn bao giờ hết, trong khi đó, cách đây vài tháng thôi đó, người ta nghĩ NATO đó là một cái xác chết. Bây giờ cái xác chết đó nó ngồi dậy và nó rất là mạnh. Thì trong một tuần lễ, chỉ có một tuần lễ thôi đó, Âu Châu đã thực hiện được một cái chuyện mà trong 50 năm qua họ không làm nổi, Vâng. và họ và nhiều người nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ làm nổi hết đó. Thứ nhất đó là một cái nền ngoại giao đó vững chắc, đoàn kết. Thứ hai đó là một cái quốc phòng nó mạnh và hơn bao giờ hết. Thì đó quả thực là một cái cuộc cách mạng mà ít người ngờ tới. Thì những cái biện pháp mà đang áp dụng ở Âu Châu, áp dụng cho Nga đó, là những cái biện pháp rất mạnh, mà cũng cũng ít người nghĩ rằng Âu Châu có thể đi tới những cái biện pháp đó đó. Chúng ta có thể đưa ra một vài ví dụ đó, ví dụ như là bảo vệ kinh tế đó. Thì đại đa số các ngân hàng của Nga đã bây giờ bị loại khỏi cái hệ thống SWIFT, tức là không có thể buôn bán, không có thể trao đổi tiền bạc gì với thế giới hết, loại trừ ra khỏi, loại trừ Nga khỏi tất cả các sinh hoạt thể thao văn hóa, tức là coi Nga như là một cái nước đứng ở ngoài cái cộng đồng thế giới. Thứ hai là đóng băng, tịch thu tất cả những tài sản của không những của Putin mà của tất cả những cái người nhà giàu ở chung quanh Putin. Thì trước đến nay đó, khi mà phong tỏa đó, thì thường phong tỏa kinh tế đó thường thường là không có cái kết quả gì hết đó. Trong cái lịch sử thế giới đó, mỗi một khi phong tỏa đó chỉ có dân khổ, chính phủ không có hề hấn gì hết. Cái phong tỏa duy nhất mà thành công đó là ở Nam Mỹ, chống lại cái chế độ apartheid, ngoài ra đó tất cả đều là thất bại hết. Nhưng mà lần này đó thì người ta nói là những cái biện pháp đó như là một trái bom vậy. Âu Châu đã áp dụng những cái biện pháp rất là cứng rắn, ngoài cái sức tưởng tượng của Putin, ngoài cái sức tưởng tượng của những cái quan sát viên đó. Thứ nhất là họ bao vây kinh tế đó, họ loại đa số những cái ngân hàng của Nga ra khỏi cái hệ thống SWIFT, tức là cái hệ thống mà trao đổi tiền bạc buôn bán. Thứ hai đó là loại trừ Nga ra khỏi tất cả những cái sinh hoạt và văn hóa thể thao, tức là coi Nga như là một cái quốc gia đứng ngoài cái cộng đồng thế giới. Họ đóng băng, tịch thu tất cả những cái tài sản của Putin cũng như là của những cái người mà thân cận Putin. Cho đến bây giờ đó, trước đây đó, những cái cuộc phong tỏa đó thường thường chỉ dân khổ thôi, cái chính quyền thì không có thể ấn gì hết, họ tiếp tục sống một cách phè phỡn. Nhưng mà lần này thì khác. Du thuyền này, rồi thì dinh cơ này, rồi thì tài sản này, rồi thì những cái đầu tư của người Nga, của những cái người vai vế ở Nga đều bị đóng băng hết, và có thể bị tịch thu luôn nữa. Ở Âu Châu đó, bây giờ họ đóng cửa luôn hai cái đài TV và báo của chính phủ Nga làm để tuyên truyền ở Âu Châu, là Russia Today và tờ Sputnik, bất chấp tất cả những cái sự phản kháng, nói là tự do ngôn luận gì hết đó. Bây giờ Âu Châu họ nói là không có ngây thơ nữa, không thể để nàng Nga tuyên truyền ngay trên 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 cái lãnh thổ của Âu Châu, và họ cấm hai cái tờ báo đó, hai cái TV đó. Một điều nữa đó là lần đầu tiên Âu Châu viện trợ võ khí cho một cái quốc gia thứ ba ở ngoài Âu Châu. Thì tất cả những cái đó đó nó quả thật là một cuộc cách mạng. Là vì sao? Là vì không phải là chỉ những nước ở Âu Châu nhé, mà cả những cái nước như là Thụy Sĩ này, Monaco này,
Anh này, ở ngoài Âu Châu họ cũng quyết định là áp dụng tất cả những cái biện pháp của Âu Châu. Nhưng mà mọi người đều biết đó, Thụy Sĩ, Monaco đó, họ là họ sống ở tiền bạc của nước ngoài, nhất là tiền bạc của những cái nhà độc tài như là Nga chẳng hạn. Bây giờ họ áp dụng cái đó, tức là họ sẵn sàng chịu thiệt để bảo vệ cái uy tín của họ, mà tranh đấu, góp phần vào cái việc tranh đấu cho dân chủ. Đó là cái chuyện rất là hiếm hoi cho đến bây giờ đó, thì những cái giới tài phiệt họ nghĩ đến quyền lợi của họ hơn là nghĩ đến cái chuyện mà dân chủ. Một cái cuộc cách mạng mà ngay cả cái những nước mà trung lập đó, như là Thụy Điển, Phần Lan đó, và cũng gửi võ khí qua bên Ukraine, và có thể là trong tương lai gần đó, tôi nghĩ là họ cũng sẽ xin gia nhập NATO, bởi vì họ thấy rằng cái an ninh của họ bị đe dọa. Nhưng mà cái mà cách mạng mà thực sự đó là ở bên Đức, như là mọi người đều biết, Đức cho đến bây giờ đó, sau đề nghị thế chiến đó, thì họ không có quân đội mạnh, họ không có khoản quân sự lớn, là vì hiến pháp của họ như vậy, không có chiến tranh ra hết. Thì cái chuyện mà Đức đó vừa mới quyết định sẽ tăng 100 tỷ để cải thiện quân đội, và sẽ tăng cái ngân khoản quân sự của Đức lên trên 2%. Đó là cái điều mà từ trước nay người ta vẫn đòi hỏi. Nhưng mà Đức không bao giờ chấp nhận hết. Bây giờ họ chấp nhận cái đó, tức là họ đã qua một cái bước ngoặt của lịch sử rồi. Họ không còn đi cái con đường từ trước cái này nữa. Bây giờ nó hoàn toàn khác trước. Và nên nhớ là như thế này. Ngay từ những ngày đầu đó, Đức đã chấm dứt cái chương trình dẫn dầu khí đó, Gold Stream 2 đó, từ bên Nga sang Âu Châu. Mà nên nhớ là Đức đó là hoàn toàn phụ thuộc vào dầu khí của Nga, và khoảng 65%, ít nhất là một nửa. Bây giờ họ chấp nhận cái sự thiệt hại đó, chấp nhận dầu khí sẽ tăng giá, chấp nhận những cái đe dọa về kinh tế đó, để đóng góp vào cái chuyện mà làm điều đứng Nga Xô. Đó là những cái bước tiến mà ít người ngờ, nhất là Putin không ngờ. Vâng, cảm ơn nhà báo Từ Thức. Dạ thưa nhà báo Ngô Dân Dục, có muốn bổ sung gì không ạ? Dạ thưa, trong cái phản ứng của Âu Châu trước cuộc xâm lăng của Nga và Ukraine, thì tôi nghĩ rằng cái sự thay đổi của đất nước là quan trọng nhất. Là bởi vì từ thứ hai là người Đức họ vẫn có một cái mặc cảm phạm tội, là khi mà Hitler công Nga, cái cuộc chiến đã làm chết hàng chục triệu dân Nga. Trong cái thời chiến tranh lạnh thì ông thủ tướng Tây Đức, ông Willy Brandt, là cái người đầu tiên ở cái khối Tây Âu bày tỏ cái ý là có thể hòa hoãn với Nga được. Ông ấy là người đề cao một cái chính sách gọi là mở cửa về phía đông với lại nước Nga. Thì kể từ cái thời đó cho đến nay đó, nước Đức vẫn tìm cách để mà hòa hoãn, nếu không phải là o bế với Nga. Cái chuyện mà nước Đức để cho họ chịu ảnh hưởng của cái dầu và khí của nước Nga là vì thái độ của họ là muốn thân thiện với Nga. Thì mà ông thủ tướng mới của nước Đức, ông Scholz, không những là ông quốc phòng gấp đôi, ông ấy còn hô hào người Đức là phải thêm những cái dự trữ khí đốt, dầu lửa. Và thì dầu lửa và khí đốt của Đức tìm cách để mà độc lập với Nga. Nhưng mà cái chuyện này không có lo lắm, là bởi vì rằng ngay trong thời chiến tranh lạnh, Liên Xô đối đầu với Âu Châu và Mỹ, mà Liên Xô không bao giờ cắt dầu khí tiếp tế cho Âu Châu cả. Bởi vì họ cần cái số tiền thâu nhờ dầu với lại khí đó. Trước khi đánh Ukraine, Putin cũng nói đánh Ukraine nhưng mà sẽ không có cắt dầu khí. Trong đó thì rất nhiều dầu khí
của Nga tiếp tế cho Âu Châu đi qua nước Ukraine. Thì cái chuyện này đó, ít quan trọng là ông Scholz, ông ấy tuyên bố nước Đức sẽ tăng ngân sách quốc phòng và sẽ quân đội. Thì chúng ta nhớ đó, sau đại chiến thứ nhất, khi Hitler lên cầm quyền ở Đức, ông tuyên bố là nước Đức phải tái võ trang. Chỉ trong vòng 7-8 năm, nước Đức trở thành một mối đe dọa của Âu Châu. Và sau đó, xâm lăng Ba Lan, tiếp khắc v.v. trước khi mà đánh Nga. Thì bây giờ nếu tất cả dân Đức, ngay cả những người thuộc đảng Green, đảng Xanh, cũng nói rằng phải tái võ trang, thì không biết bao giờ quân đội Đức sẽ thành một cái lực lượng mà đe dọa nước Nga như là cái thời Hitler. Và đấy là cái hậu quả mà ông Putin sẽ phải gánh. Thì bây giờ nước Đức mới bắt đầu. Nhưng mà khi mà dân Đức họ thay vì ra rồi thu tiền vào, thì để tiền đó rồi phát cho dân, thì họ dồn vào cái kỹ thuật, công nghiệp, quốc phòng. Thì không biết là cái tương lai về cái thế quân sự ở Âu Châu sẽ ra sao. Thì có lẽ cái tình trạng mà nước Đức thay đổi thái độ đối với Nga đó, tôi cho là cái điều quan trọng nhất ở Âu Châu trong cái phản ứng và đối với lại Putin. Và cái điều thứ nhì nữa là chưa bao giờ Âu Châu lại đoàn kết với Mỹ như vậy. Có thể nói là Âu Châu đã kéo Mỹ trở lại chỉ vì Putin đánh Ukraine mà thôi. Và trong tất cả cái chiến dịch bao vây kinh tế của nước Nga thì Mỹ và Âu Châu là luôn luôn đoàn kết với nhau. Và cái khéo của ông Tổng thống Mỹ đó là ông ấy không nêu ý kiến trước, mặc dù ông ấy cử ông Bộ trưởng Ngoại giao đi khắp các nước Âu Châu mà ông không nói gì hết, để khi nghe các nước Âu Châu đồng ý rồi đó thì bây giờ mới công bố những cái biện pháp trừng phạt kinh tế Nga. Thì bây giờ là nước Mỹ bị lôi kéo trở lại Âu Châu, và điều may mắn là nước Mỹ sẽ không tốn kém lắm, bởi vì Âu Châu họ sẽ chi tiền ra để mà tăng ra cái số vũ khí và quân đội của họ, quốc phòng, kêu gọi Mỹ mang vũ khí và quân đội sang Âu Châu nữa. Cái đó là một may mắn cho nước Mỹ. Tôi đưa một cái tin này là ông Macron, tổng thống Pháp, ông ấy vừa mới tuyên bố rằng ngân sách của quốc phòng Pháp sẽ gia tăng một cách đáng kể trong những năm tới. Dân họ bất mãn, dân họ căm thù người Nga, họ bất mãn, họ xúc động trước những cái hình ảnh trên TV về cái chuyện oanh tạc, về cái chuyện đàn bà cầm súng rồi thì trẻ con bị giết. Thế nhá, ở những cái dân chủ đó, cái nhà lãnh đạo đó thì họ theo cử tri, mà bây giờ cử tri đó họ chống Nga, thành thử ra bắt buộc là tất cả những cái chính phủ họ phải đi theo và phải có một cái chính sách cứng rắn. Một cái chuyện nhỏ nhé, thì nước Pháp đó trong một tháng nữa sẽ có bầu cử tổng thống. Nước Pháp có vào khoảng 10-11 ứng cử viên tranh cử tổng thống tháng tới. Thì từ mấy hôm nay này, mỗi một lần một ông ứng cử viên mà lên TV hay là họp báo bàn về mọi chuyện, cái câu hỏi duy nhất của ký giả là cái thái độ của ông đối với Putin như thế nào, thái độ của ông đối với Putin như thế nào. Họ không hỏi cái gì khác hết, không có thảo luận cái gì hết, chỉ có chuyện đó thôi. Và tất cả những cái người mà từ trước đến nay cực tả và cực hữu đó, binh vực Putin, đi theo Putin đó, bây giờ xiềng liếng phải tìm mọi cách chống chế. Và cũng không có làm gì khác hơn là nói là tôi chống lại cái việc mà xâm lăng ở weekend. Tóm lại đó là cái dư luận dân chúng dẫn chính phủ đi vào cái con đường đó. Vâng, xin cảm ơn nhà báo Tự Tức và nhà báo Ngô Nhân Dục. Thì rõ ràng là vô tình Putin đã làm cho châu Âu đoàn kết, và đó là một cái cuộc mà hầu như nước nào cũng có thay đổi chính sách. Đức thay đổi, Thụy Sĩ thay đổi, kể cả Anh cũng thay đổi. Ví dụ chẳng hạn như hồi nào tới giờ là cấm người Anh đi tình nguyện tham gia, cấm người Anh tham gia chiến đấu ở nước khác.
nhưng bây giờ thì cũng ngó lơ cho cái việc là anh sẽ tình nguyện chẳng hạn, hoặc là cái Nhật, ngay cả Nhật cũng vậy, họ gửi luôn là mà khá nhiều người tình nguyện đi sang những nước xa xôi như vậy, họ gửi những người tình nguyện đi qua, rồi Thụy Điển cũng bỏ cái thế trung lập, vân vân và vân vân. Và ở Mỹ thì rõ ràng là trong cái cuộc cái bài phát biểu ngày hôm qua của tổng thống Biden chẳng hạn, thì thấy rõ là lần đầu tiên ông đã làm, tức là Putin đã làm cho Hoa Kỳ cũng đoàn kết luôn, lần đầu tiên trên đời người ta thấy hai cái đảng mà không bao giờ đoàn kết được với nhau đã đứng lên vỗ tay cả cái hội trường để mà đồng ý với ông về cái quan điểm về Ukraine. Và thưa nhà báo Ngô Nhân Dục, có người bảo Hoa Kỳ và NATO đã biết trước là thế nào Putin cũng cũng đánh Ukraine, thì tại sao lại không cho Ukraine gia nhập NATO đây ạ? Tôi không biết là ai lại nói rằng Hoa Kỳ và Âu Châu biết trước ông Putin sẽ đánh Ukraine. Bởi vì cái chuyện mà ông Putin muốn chiếm cái nước Ukraine thì ai cũng biết rồi. Nhưng mà chuyện mà ông ấy dùng quân đội để mà đánh á, thì quả thực là trước đây một năm hay là có thể nửa năm không ai là ông ấy sẽ đánh. Thì cái chuyện đó là bảo là biết ông ấy đánh mà tại sao không có cách mà ngăn chặn lại. Thì cái chuyện đầu tiên là những cái nước Âu Châu và Mỹ, chính quyền của họ muốn làm điều gì đó thì họ phải coi dân đang phản ứng như thế nào. Nếu mà ông Putin chưa đánh mà đã hô hào dân chúng là chúng ta phải giúp Ukraine để ngăn chặn Nga đó, thì dân chúng nó sẽ cười, nó bảo trời ơi có cái chuyện gì đâu mà phải lo. Có cái mấy vị đại biểu quốc hội của Mỹ này đó thuộc Đảng Cộng Hòa đã nói thẳng rằng Ukraine xa quá, có liên quan gì đến Mỹ đâu, tại sao ta lại phải giúp họ. Có ông nghị sĩ nói như vậy, có như ông ủy viên nghị sĩ cũng nói như vậy. Thì các chính phủ ở các nước dân chủ đó, họ không thể nào làm cái gì mà sợ là dân nó chống lại. Thành ra là bảo là các chính phủ đó nó không làm gì cả thì cái đó là một cái điều mà sai lầm. Bởi vì nó không thể làm gì được trước khi nó có cái bằng cớ rõ ràng là Nga phạm tội, ông Putin phạm tội. Mà ông Putin bắt đầu kéo quân đến biên giới Ukraine thì chính phủ Mỹ có phản ứng đầu tiên. Tháng 11 năm ngoái, chính phủ Mỹ cử cái ông giám đốc CIA, Mỹ nó gọi là CIA, mình đọc là CIA, cái ông tên là ông Burns, bay sang bên Moscow để gặp Putin và nói rằng vệ tinh của chúng tôi đã nhìn thấy ông đem quân đến biên giới Ukraine. Chúng tôi xin báo trước mà ông xâm lăng Ukraine, chúng tôi sẽ phản ứng mạnh mẽ. Cái đó là chính phủ Mỹ nó đã báo trước từ tháng 11. Và sau đó đó, nước Mỹ đã có một cái chính sách hoàn toàn mới là tung công khai hóa những cái tin tình báo ra. Thành ra, mỗi nhất cử nhất động của ông Putin đó, là tình báo Mỹ đã tiết lộ cho tất cả mọi người biết. Ở nước Mỹ nó dễ lắm, họ chỉ cần báo một cái cơ quan tình báo, họ cho người nói chuyện với một ông nghị sĩ hay một ông dân biểu nào mà chống Nga, cái ông nghị sĩ dân biểu sẽ nói rằng ô quân Nga đã tăng lên đến 50.000 quân ở biên giới, ô quân Nga đã tăng lên 100.000 quân, cứ như vậy là báo chí tăng lên hết. Rồi cho đến cái lúc mà tình báo Mỹ loan những cái tin mà hoàn toàn bí mật, chẳng hạn Nga âm mưu ám sát ông Zelensky, âm mưu lập một chính phủ thân Nga ở Kiev, rồi thì là Nga sắp sửa mang quân vào hai cái tỉnh ly khai, thì tất cả những cái tin tình báo Mỹ đó họ đã đem họ tung ra trước khi ông Putin hành động. Cứ mỗi lần mà tình báo Mỹ nó loan tin đó đó thì chính phủ Nga lại từ chối, chối bỏ, nói rằng không hề có chuyện đó, tôi không định đánh Ukraine. Nhưng mà chỉ vì là người ta đã báo trước cho nên là Putin không dám hành động. Cho đến cái lúc mà Putin thấy rằng nếu mà kéo dài nữa đó thì sẽ bất lợi, phải mang quân hành đánh. Thành ra cái chuyện mà bảo là tại sao NATO với Mỹ không có chuẩn bị
ngăn chặn Putin thì cái cách mà loan những cái tin tình báo đó là một cách ngăn chặn. Họ đã làm hết sức rồi. Nhưng mà ông Putin, ông có cái giấc mộng là làm đại anh hùng của nước Nga, tái lập đế quốc Nga. Cái chuyện đó, đó không có cách nào mà mình có thể ngăn chặn lại được. Chỉ có cái chuyện ông ấy đánh rồi ông ấy thất bại thì mới làm cho ông ấy phải nhục mà thôi. Về cái câu hỏi đó, tại sao Mỹ hay là những cái nước Âu Châu đó không chấp nhận cho Ukraine vào NATO, để cho nếu mà bị xâm nhập thì NATO có cái thẩm quyền và có cái lý do để mà cứu Ukraine đó. Cái lý do chính theo tôi đó, là vì những cái nước Tây phương đó không có muốn khiêu khích, không có muốn khiêu khích Nga để gây chiến. À, ông Putin ông nhắc đi nhắc lại là nếu mà để cho Ukraine mà vào NATO đó, thì hậu quả sẽ khó lường. Dạ thưa, ba cái nước thuộc Liên Xô cũ ở vùng Baltic cũng đã gia nhập NATO đó thôi. À, không, nhưng mà đó là trước, nhưng mà sau này đó thì khác. Có một cái chuyện này là một ông cựu bộ trưởng ngoại giao của Đức đó, ông ấy nói như thế này. Ông nói là năm 2008 đó thì tổng thống Mỹ George Bush đó, ông ấy ngỏ ý muốn cho Ukraine vào NATO, nhưng mà Đức và Pháp chống lại. Và theo cái ông ngoại bộ trưởng ngoại giao của Đức đó, thì ông nói đó là một cái sai lầm lịch sử nghiêm trọng. Bởi vì lúc đó, đó nếu mà để cho Ukraine vào NATO đó thì cái chuyện Crimea sẽ không xảy ra, và cái chuyện Ukraine ngày nay đã không xảy ra. Thành thử ra kết luận là mềm dẻo đối với Putin đó, không phải là cái con đường tốt, không phải là một cái con đường đi đứng đắn, không phải là một cái lý do để chiến tranh. Dạ vâng, xin cảm ơn nhà báo Tự Thức, nhà báo Ngô Nhân Dũng. Dạ vâng, chỉ có một cái câu hỏi, xong chỉ có một câu hỏi là Trung Cộng nói chung, Tập Cận Bình nói riêng sẽ rút ra những bài học gì từ cái cuộc chiến này để chuẩn bị cho cái cuộc tấn công Đài Loan trong tương lai. Dạ, xin mời nhà báo Ngô Nhân Dũng nữa. Dạ thưa, một cái chuyện quan trọng là bây giờ Trung Cộng đang ở một cái thế rắc rối, là bởi vì một mặt chính quyền của họ luôn luôn đề cao cái chủ quyền quốc gia, không nước nào được mang đến chiếm một nước khác. Thế mà trong cái vụ mà Nga đánh Ukraine này đó, thì Trung Cộng chưa có lên tiếng phản đối, mà ngược lại để nói rằng họ hiểu, họ thông cảm với cái nỗi lo lắng của ông Putin vì sợ bị NATO bao vây. Thì chúng ta nói cái tại sao các nước NATO không có thâu nhập Ukraine thì chúng ta đừng có quên, chưa có một chính phủ Ukraine nào xin gia nhập NATO cả. Không có lẽ tự lôi người ta vào. Thì bây giờ đó, Trung Cộng là nhắc chuyện là Nga sợ NATO bao vây, thì lúc đó đó Trung Cộng lại bày tỏ cái ý là không được xâm phạm vào chủ quyền của nước khác, cho nên lại kêu gọi Nga là hãy điều đình với lại chính phủ Ukraine. Thì cái chuyện dân Ukraine nó nổi lên, nó đánh Nga, đánh quân Nga đó, nó sẽ là một bài học cho Trung Cộng. Lần Trung Cộng mà đụng đến Đài Loan, dân Đài Loan họ cũng sẽ chống y như vậy. Và cái điều thứ hai, Mỹ và Âu Châu đoàn kết lại để bênh vực Ukraine, thì đến lúc nếu Trung Cộng đụng đến Đài Loan thì Mỹ và các nước từ Nhật, Nam Hàn cho đến Phi Luật Tân, cho đến Ấn Độ, Úc, Tân Tây Lan sẽ đoàn kết để lo cứu Đài Loan. Và ngay bây giờ ở bên Nhật người ta đã nổi lên cái phong trào là cái bài học Ukraine này phải làm sao để ngăn không cho Trung Cộng đánh chiếm Đài Loan. Nhưng mà cái điều mà dân Đài Loan có thể yên tâm là họ sẵn sàng để trông đợi Trung Cộng mà có vào được nước Đài Loan nữa, thì dân nó cũng ở Đài Loan nó có thì giờ, nó đã chuẩn bị sẵn rồi. Và nếu họ cần kháng chiến lâu dài đó thì họ cũng sẽ đánh. Thì riêng cái chuyện
mà dân Đài Loan sẽ đánh như vậy đó, Tập Cận Bình sẽ không có dám tấn công. Bởi vì không có giải gì mà mang quân đi để cho nó xa lầy, trong khi mà không có lợi gì về kinh tế cho nước Tàu cả. Dân Tàu họ không thể chấp nhận cái đó được. Thành ra chiến tranh Ukraine đó, nó giúp cho Đài Loan mạnh hơn chứ không phải là yếu đi. Dạ vâng. Ơn nhà báo Ngô Nhân Dũng, các quan điểm của nhà báo Từ Thức thế nào ạ? Tôi đồng ý với anh Ngô Nhân Dũng ở cái chỗ là Trung Cộng bây giờ họ lưỡng lự lắm, họ đang chờ xem ngã ngũ ra sao, họ chưa ngưng hả về bên nào, mặc dầu họ là liên minh của Nga, bởi vì họ rất sợ là cái chuyện mà một cái vùng nào đó tự trị đó, rồi những cái nước khác nhảy vào để giúp cái vùng tự trị đó, như là Tibet, như là Tân Cương, nơi Ngô Nhĩ chẳng hạn, thành thử ra Trung Cộng họ không muốn ủng hộ cái chuyện đó. Còn về cái chuyện Đài Loan đó thì tôi nghĩ hơi khác, là vì sao? Là vì nếu mà Nga đó mà đánh mà chiếm Ukraine lâu dài đó, thì sẽ bị xa lầy một cách chắc chắn. Là vì sao? Là vì Ukraine đó rộng 600.000 cây số vuông, tức là gần gấp 2 nước Việt Nam, 45 triệu dân, làm sao có thể kiểm soát nổi, làm sao có thể giữ vững nổi một cái nước 600.000 cây số vuông, 45 triệu người cương quyết mà họ thiết tha đến cái dân tộc như vậy. Thành ra sớm muộn gì cái chuyện xa lầy cũng xảy ra hết. Đài Loan thì khó khăn hơn, bởi thứ nhất là hoàn đảo nhỏ, thứ hai là dân số ít hơn. Thành thử ra cái chuyện mà nếu mà chiếm giữ Đài Loan nó dễ hơn là chiếm giữ một cái nước rộng lớn như là Ukraine. Tuy nhiên tùy cái thái độ của Tây Phương đối với Ukraine, nếu mà mạnh đó, thì chắc chắn là chúng sẽ phải do dự khi nghĩ đến cái chuyện tấn công Đài Loan. Dạ vâng, thì rõ ràng là nhiều người cũng nói lên cái ý đó, dạ, là nếu mà phương Tây mà không làm mạnh cái vụ ở Nga tấn công Ukraine thì rõ ràng là Tập Bình sẽ dùng cái điều đó với Đài Loan. Nhưng mà trong những ngày qua thì chúng ta thấy một cái điều là cái người mà nghĩa là vỡ mộng nhiều thứ là Putin, không những cái sự phản ứng của Ukraine, cái sự phản ứng của thế giới mà kể cả của Trung Cộng nữa. Trước đó thì rõ ràng chúng ta thấy là Putin đã thân chinh đi đến tận Olympic mùa đông của Tàu để mà thách cái tình hữu nghị đôi bên, và gọi là sau đó là tuyên bố là giữa Nga và Trung Quốc là có một cái tình hữu nghị không giới hạn, vân vân. Nhưng cuối cùng thì chúng ta thấy thế nào? Là Tập Cận Bình không tỏ một cái thái độ gì rõ ràng cả, mà thậm chí là theo AP thì cái kết quả rồi tại cái Hội đồng Liên Hợp Quốc thì chúng ta thấy là 141 phiếu thuận, 5 phiếu chống và 35 gia bỏ phiếu trắng. Mà trong đó những cái nước nào là phiếu chống? Chỉ có Nga, Eritrea, Belarus, Triều Tiên và Syria. Khi những cái quốc gia mà gọi là gắn bó với Nga nhiều hơn, lâu đời hơn, như là Lào, như là Cuba, như là Trung Cộng Việt Nam cũng chỉ bỏ phiếu trắng mà thôi, thì đó là một cái thất bại nữa cho Putin. Dạ vâng, xong chị muốn hỏi một câu là khi trở lại với lại Việt Nam, thì cái bài học nào cho Việt Nam, một cái nước nhỏ mà sống cạnh một cái nước lớn đầy tham vọng như Ukraine sống cạnh Nga? Dạ, xin mời nhà báo tất cả. Cái bài học của Ukraine là cái gì? Là khi mà một cái dân tộc nó tha thiết đến tự do và đến độc lập đó, thì khó mà có một cái cường quốc nào chiến thắng đó, dù là chiến thắng trong cái giai đoạn đầu thôi, nhưng sớm muộn gì cũng phải trả giá. Nhưng mà cái khác giữa Ukraine với Việt Nam là sao? Là Ukraine đó là chính phủ và nhân dân họ đồng lòng cùng với nhau để chống xâm lăng, trong khi ở Việt Nam đó thì dân thì chống Tàu nhưng mà nhà nước thì theo Tàu. Khi mà không có cái sự đoàn kết đó thì sẽ không có một cái lực lượng nào hết. Cái điều thứ hai nữa đó là Tàu họ cũng không dại gì mà đem quân sang để chiếm Việt Nam hết, nhưng mà họ xâm lăng bằng kinh tế, bằng văn hóa. Đó là cái chuyện đang xảy ra và sẽ xảy ra. Và đó là một cái nhìn theo cái lối đó đó thì mình thấy hoàn toàn bi quan cho tương lai của Việt Nam trong những ngày gần đây. Dạ vâng. Nhà báo Từ Thức, thức quan điểm của nhà báo Ngô Nhân Dũng thế nào ạ? Tôi cũng đồng ý với anh Từ Thức là có hai điều mà chính quyền ở Việt Nam họ nên chú ý.
Thứ nhất là đừng để cho nô lệ kinh tế nhiều quá. Riêng cái chuyện mà Đức cứ phải phân vân không dám chống Putin vì lệ thuộc cái dầu với khí của nước Nga đó là cái bài học. Bây giờ đó, cái giao thương với nước ngoài của Việt Nam đó vẫn là nằm nặng nhất là với Trung Cộng. Thì chính quyền Việt Nam nên tìm cách để mà đi giao thương với các nước khác, giảm bớt cái sự lệ thuộc vào kinh tế của Trung Cộng. Cái điều thứ hai, không biết là lúc nào tàu nó sẽ gọi là mang cho Việt Nam một bài học như là cái thời ông Đặng Tiểu Bình ngày xưa đó. Thì muốn cho toàn dân đoàn kết thì phải làm sao cho người ta sống tự do dân chủ. Cái nước Ukraine mà dân nó ủng hộ chính phủ như vậy là bởi vì nó biết cái ông tổng thống đó do nó bầu ra và ông ấy trung thành với cái nước Ukraine chứ không phải là trung thành với nước Nga. Thì Cộng sản Việt Nam cũng nên học cái bài học đó. Nhưng mà khi nói sự liên quan của Trung Cộng trong cái cuộc chiến này đó, thì tôi xin nói thêm cái điều này nữa là thứ nhất, cái cuộc chiến Ukraine làm vỡ một vài cái chương trình của Trung Cộng. Cái gọi là cái nhất đới nhất lộ đó, một vòng đai một con đường của Trung Cộng đó, là dựa vô rất nhiều các nước ở trong cái vùng đó. Và bây giờ đó, với cái cuộc chiến mà dân các vùng đó họ chống Nga như vậy đó, thì họ cũng chống Trung Cộng. Và tất cả những cái dự án về xây cất của Trung Cộng mà định làm với các nước đó đó sẽ bị trì hoãn hoặc là sẽ bị bỏ. Riêng với Ukraine đó, thì Trung Cộng trước kia là rất thân. Một trong những cái thứ mà Trung Cộng vẫn nhờ Ukraine là gì? Vũ khí. Là bởi Ukraine ngày xưa là một cái nơi sản xuất vũ khí, kể cả bom nguyên tử, cho Liên bang Xô Viết. Thì những cái gọi là hiểu biết kỹ thuật của người Ukraine là cũng giúp cho cái quân đội của Trung Cộng khi mà họ canh tân vũ khí, kể cả về tin học. Những cái mới, những cái kỹ sư Ukraine đã có mặt ở bên tàu để mà giúp cải thiện cái hệ thống thông tin. Thì cái chuyện mà Trung Cộng mà không có dám hoàn toàn ủng hộ Nga mà vẫn nói rằng phải tôn trọng cái chủ quyền của Ukraine cũng vì cái lý do đó. Và khi các biện pháp gọi là bao vây kinh tế của các nước Âu Châu và Mỹ được áp dụng thì các công ty Trung Cộng cũng sẽ phải tuân lệnh. Tức là những ngân hàng Trung Cộng nào mà chuyển tiền nước tàu mua dầu khí của Nga, chuyển tiền cho Nga đó, thì có thể sẽ bị các ngân hàng của Âu Châu và Mỹ cắt đứt liên lạc và họ sẽ không thể giao thông với thế giới bên ngoài được nữa. Thì lúc đó Trung Cộng sẽ phải yếu đi. Thành ra đối với Việt Nam đó, thì mình nên học bài học đó. Đừng có để thuộc kinh tế vào nước tàu và phải làm sao cho dân được tự do dân chủ. Dạ vâng. Xong chị chỉ bổ sung một tí là rõ ràng là trong những ngày vừa qua khi mà Nga tấn công Ukraine thì chúng ta thấy chứng kiến thấy một cái chuyện là cái sự ủng hộ, cái sự hỗ trợ, nghĩa là phải nói là không tiếc tiền của thế giới dành cho Ukraine như thế nào. Và chúng ta có thể tin là nếu như Trung Cộng đánh Đài Loan thì Đài Loan cũng sẽ nhận được cái sự hỗ trợ như vậy. Thậm chí Mỹ và Nhật nói thẳng là sẽ không đứng yên được cơ. Nhưng mà nếu Trung Cộng tấn công Đài Việt Nam có thể là không phải là để chiếm, mà có thể là ví dụ như chẳng hạn như là Trường Sa hay là dợt binh trước khi gọi là dợt binh dợt nghiệp trước khi mà tấn công vào Đài Loan, thì chúng ta chắc chắn rằng Việt Nam sẽ không nhận được cái sự ủng hộ như vậy, là bởi vì Việt Nam là theo một cái thể chế độc tài và hình ảnh của nhà nước Việt Nam thế giới thì rõ ràng là nó là một cái nhà nước không tử tế gì ngay với đối với chính cái người dân của mình. Cho nên rõ ràng là cái bất hạnh của người Việt Nam nó là như vậy. Thì nếu mà nhìn vào những gì đang diễn ra tại Ukraine hôm nay á, cái điều mà nhà cầm quyền Việt Nam phải làm ngay đó là họ phải làm sao để cho Việt Nam càng ngày càng giàu mạnh hơn, ngày càng ít lệ thuộc vào Trung Cộng bao nhiêu càng tốt, và phải cải thiện cái hình ảnh của họ
thế giới. Nhưng mà muốn như vậy thì chỉ có một cái con đường là phải dân chủ hóa thôi, thì mới giải phóng được cái sức mạnh nội tại của nhân dân, rồi hạn chế được những cái căn bệnh trầm kha mà nó làm cho làm nghèo đất nước, ví dụ như là tham nhũng, hay là cái việc mà những cái người không có năng lực, không có tài thì lại ngồi vào những cái ghế mà cái ghế lãnh đạo đất nước chẳng hạn. Và đồng thời phải đi theo cái con đường dân chủ hóa thì mới có được những cái mối quan hệ mà chặt chẽ hơn với các nước dân chủ, để khi đất nước lâm nguy thì còn có bạn bè, có đồng minh, biết là cái điều đó sẽ không xảy ra với Việt Nam. Cái điều cuối cùng tôi muốn nói với quý vị là chúng ta đang ở trong nhà nói chuyện với nhau yên ổn như thế này, nhưng mà Ukraine đang đau khổ. Sống trong bom đạn và chết bất cứ lúc nào. Chúng ta phải cảm phục cái tinh thần dũng cảm của dân Ukraine. Từ các cụ già 80 tuổi cũng ra đứng trước xe tăng ga phản đối. Rồi có anh lính công binh mang một chiếc mìn đến đặt ở một cây cầu để phá khung cho quân Nga đi qua. Đến lính Nga, xe Nga chạy qua, anh ta cho bom nổ luôn để cho mình chết theo, miễn là phá được cây cầu. Bao những cái đứa trẻ cũng chạy ra đường mà chỉ trỏ mắng mấy cái người lính Nga. Thì tôi ước mong là dân Việt Nam mình học được cái bài học đó, đoàn kết với nhau, và muốn cho mọi người tin tưởng ở chính quyền như dân Ukraine đang tin ở ông Zelensky, thì cái chính quyền đó phải do dân chúng bầu lên. Dạ vâng, xin cảm ơn nhà báo Ngô Nhân Dục, xin cảm ơn nhà báo. Tôi muốn thêm một câu kết luận như thế này, là tự do đó thì phải trả giá. Dạ. Cái người Việt Nam chúng ta đã có cái khuynh hướng là chờ người khác, chờ thế giới mang tự do dân chủ đến cho mình. Dạ, thì cái chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra hết. Freedom is not free. Tự do đó không bao giờ là miễn phí hết. Thì cái bài học đó là một cái bài học không nên quên và không thể quên được. Dạ vâng, xin cảm ơn nhà báo Ngô Nhân Dục, xin cảm ơn nhà báo Từ Thức về cuộc trao đổi ngày hôm nay. Xin cảm ơn cô Song Chi, cảm ơn quý vị khán giả. Dạ. Kính chào quý vị. Thưa quý vị, thay vì ghi danh vào lịch sử nước Nga như một người bảo vệ nước Nga và có tham vọng khôi phục lại ảnh hưởng vị thế của Liên Xô trước kia trên thế giới, Putin tự cho là như vậy. Putin sẽ đi vào lịch sử như một kẻ phạm tội ác chiến tranh và đưa nước Nga tới sự suy yếu lâu dài qua việc đưa quân tấn công Ukraine. Nhưng mặt khác, như chúng ta thấy qua cuộc trao đổi hôm nay giữa nhà báo Ngô Nhân Dục, nhà báo Từ Tức, rõ ràng là suốt một thời gian dài, Hoa Kỳ và châu Âu đã không chú ý đủ những lời phàn nàn của Putin về mối đe dọa đối với nước Nga, khi các nước Đông Âu, đặc biệt là những nước nằm trong đế chế Liên Xô cũ, lần lượt gia nhập NATO và hướng về phương Tây. Suốt trong một thời gian dài, Hoa Kỳ và các nước phương Tây cũng đã không hành động đủ khi Nga đem quân tấn công vào Georgia năm 2008, rồi sau đó là chiếm bán đảo Crimea của Ukraine năm 2014. Điều đó là giải thích tại sao Putin đã tiếp tục tấn công Ukraine ngày hôm nay. Nhưng lần này thì rõ ràng là phản ứng của Ukraine, của thế giới đã khác. Dù kết cục của Nga-Ukraine đã làm thay đổi như thế nào, nhưng mà rõ ràng nó đã làm thay đổi thái độ, chính sách của rất nhiều quốc gia trên thế giới. Chính vì vậy, không sai khi nói rằng đây là biến cố lịch sử quan trọng kể từ sau đệ nhị chiến. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại trong chương trình thứ bảy tuần sau. Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia,
trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Xin gọi 1888 204 7749 hoặc ghé trang nhà tự lực mo.com.